Xin chào mọi người, em là Trang Dịu Dàng đây. Hôm nay em xin gửi tới mọi người bài thực hành tiếp theo trong chuỗi 30 ngày thực hành bí mật giàu có. Bài thực hành ngày 15, bạn trở nên giàu có. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì tôi giàu có sức khỏe. Tôi có sức đề kháng tốt, mọi bộ phận và tế bào trên cơ thể tôi đều hoạt động ổn định. Sức khỏe tốt giúp cho tôi tràn đầy năng lượng và thoải mái tham gia các hoạt động mà tôi muốn. Tôi rèn luyện và ăn uống khoa học mỗi ngày để cảm ơn sức khỏe tuyệt vời của tôi. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì tôi có một tâm hồn giàu có và cao quý, với những tình cảm cao thượng, sống một cuộc đời ý nghĩa, đem lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Tôi sẽ rèn luyện đạo đức, tu dưỡng thân tâm trí mỗi ngày để vun bồi cho tâm hồn giàu có của tôi ngày càng giàu có hơn. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi tràn đầy năng lượng và biết ơn những đam mê giàu có của tôi. Tôi hạnh phúc khi thực hành lòng biết ơn mỗi ngày và truyền cảm hứng thực hành lòng biết ơn tới người khác. Thực hành lòng biết ơn sẽ trở thành phong cách sống của tôi đến suốt cuộc đời. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi tràn đầy năng lượng và đam mê khám phá những điều mới. Tôi sẽ dành thời gian học tập và thực hành nghiêm túc để những điều mới mẻ làm giàu cho cuộc sống của tôi. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi vô cùng hạnh phúc và giàu có các mối quan hệ tốt đẹp và những người bạn trong môi trường tam bảo. Chúng tôi luôn tỏa ra năng lượng tích cực và trao đi yêu thương, nâng đỡ nhau cùng học tập và rèn luyện tinh tấn mỗi ngày. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi rất hạnh phúc và tràn đầy năng lượng với những mong muốn của tôi. Tôi có một tâm hồn mạnh mẽ để tin tưởng rằng những mong muốn tốt đẹp ấy sẽ sớm trở thành hiện thực. Tôi hình dung rõ ràng trong tâm trí và viết ra thật chi tiết về những ước mong của mình để hiện thực hóa những mong ước ấy. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn bởi sự giàu có về tiền bạc đã giúp cho tôi mua được căn nhà trong mơ với sân vườn rộng rãi để tôi trồng cây ăn quả, trồng hoa, trồng rau, thiết kế một khu vườn với không gian xanh tự nhiên thật đẹp. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi vô cùng giàu có từ yêu thương với chính bản thân tôi, yêu thương mọi người, mọi vật và yêu thế giới tự nhiên. Tình yêu thương xuất phát từ sâu thẳm trái tim tôi và sẽ được trao đi một cách chân thành. Tôi sẽ thực hiện những hành động tử tế dù là nhỏ nhất để vun bồi tài sản yêu thương của tôi lớn hơn từng ngày. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng xúc động và hạnh phúc vì tôi giàu có lòng bao dung và tha thứ. Tôi tha thứ cho những lỗi lầm của bản thân trong quá khứ và tha thứ cho những tổn thương dù vô tình hay hữu ý. Tha thứ là chìa khóa để tôi mở rộng trái tim, mở cửa tâm hồn và có được sự an yên trong cuộc sống. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi tràn đầy năng lượng sáng tạo, tôi yêu thích các môn nghệ thuật. Tôi là một nghệ sĩ giàu có với các tác phẩm của mình. Tôi là nhà thơ, tôi là tác giả truyền cảm hứng. Tôi sáng tạo các video, tôi vẽ tình yêu cuộc sống. Cuộc sống của tôi tràn ngập sắc màu và lan tỏa giá trị tích cực với cộng đồng. Tình yêu, tình yêu, tình yêu.